Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ các bạn là mình trồng được gần 20 chậu ớt nha các bạn. Thì đây là ớt loại Japanese White Eagle nha các bạn. Thì đây là ớt Nhật đó. Nó có tên là Japanese White Eagle Claw, tức là cái móng chân của con chim đại bàng của Nhật. Rất là thơm ngon nha các bạn. Nó cay, giòn và rất là thơm luôn. Quỳnh Mai rất thích ăn cái trái ớt loại này. Khi mà mình ăn canh chua hoặc là mình ăn thịt luộc hay gì là mình dùng ớt này mình đâm ra mình ăn, hoặc là mình vừa cắn vừa ăn thì rất là ngon luôn. Nó giòn và nó thơm, và đặc biệt là nó rất là sai trái nha các bạn. Đó thì mình trồng 4 bụi 4 chậu loại ớt Japanese White Eagle Claw này, và mình trồng thêm 2 chậu ớt ớt vàng sừng trâu các bạn. Ớt sừng trâu vàng, bây giờ người ta ưa chuộng cái loại ớt sừng trâu vàng tại vì nó cũng vừa cay vừa thơm và giòn. Lúc này người ta ít ăn ớt sừng trâu đỏ các bạn, mà người ta chuyển sang ăn ớt sừng trâu vàng. Thì Quỳnh Mai có gieo hột và lên được nhiều, nhưng mà Quỳnh Mai lấy lại đây bốn cây lớn để cho các bạn nhìn nha. Thì cái lá của nó to như thế này các bạn, cái lá to, và đặc biệt là cái cây ớt sừng vàng này rất là sai trái. Cái ớt nó là chỉ địa, tức là nó cái ớt nó quay xuống dưới đất nên người ta gọi là ớt chỉ địa các bạn. Còn cái này là chỉ thiên, là quay lên trời đó. Thì trong tất cả các loại ớt thì Quỳnh Mai thích nhất là hai loại ớt này, là ớt Japanese White Eagle Claw với ớt sừng vàng các bạn. Hai loại ớt này rất là ngon, ăn sống cũng ngon, làm nước mắm cũng ngon. Nói tóm chung là làm gì cũng ngon, thơm ngon các bạn, và nó cay không có hỗn, tức là cắn vô một cái nó cũng cay, mà cay dừa chứ không có hỗn như là những loại ớt ngoại khác. Như là ớt con bò cạp thì rất là cay luôn. Những năm trước mình có trồng ớt bò cạp các bạn, rồi mình có trồng ớt mễ. Ớt mễ thì làm chua với lại ăn phở, thì cái trái nó sống, ăn sống các bạn, tức là màu xanh, còn không có để nó chín đỏ. Thì ớt mễ chín đỏ thì là để làm tương ớt các bạn. Thì mình làm tương ớt với lại sả tế thì mình sử dụng ớt sừng trâu nha, với lại ớt mễ. Còn cái ớt mà của Japanese Eagle thì là mình để ăn sống, tức là ăn với nước mắm đó các bạn, ăn với nước mắm sống, rồi làm nước mắm ớt hay gì là mình dùng cái ớt này đó. Rất là thơm ngon luôn. Thì năm nay mình dự định trồng tới 50 chậu lận các bạn. Trước hết mình trồng ớt sừng trâu nhiều để mình có trái to để mình làm ớt sa tế. Còn cái ớt này, ớt Nhật thì mình trồng nhiều để mình để dành trong tủ lạnh, ngăn đá để mình để dành mình ăn các bạn. Và mình thích nhất là ăn cơm, ăn canh, hoặc đồ xào, hay là tất cả các món gì mình thích
cầm cái trái ớt cắn một miếng rồi ăn các bạn, thì nó rất là ngon, rất là thơm giòn. Cái mình không biết diễn tả sao nhưng mà cái thơm của nó đặc biệt lắm các bạn, và cái độ cay của nó cũng ngon nữa. Mình giới thiệu cho bạn mình ở tiểu bang này, tức là ở chung thành phố với mình, về cái cây ớt này, và ai cũng thích trồng cây ớt này hết các bạn. Mình đặc biệt là mình thích nhất nên mình quảng cáo để cho các bạn đó trồng luôn. Thì nói về trồng ớt thì gieo hạt ớt lên cũng không có khó khăn các bạn. Mình gieo xạ xuống đại ở mấy cái khay đó, mỗi khay mình cho chừng 2 cây, thì 2 hộp thì nó lên 2 cây. Rồi khi mà các bạn muốn cái chậu ớt của bạn to ra thì các bạn trồng trong chậu đó 2 cây hoặc 3 cây thì cái tàn nó sẽ tròn ra rất là đẹp luôn. Còn mình trồng 1 cây thì nó thấy nó cũng được nhưng mà cái tàn nó không có được đẹp bằng mình để 2 cây các bạn đó. Thì mình ăn ớt người ta nói có vitamin E đó, nó cũng có trị bệnh, nhưng mà mình không có rành về cái những chất ở trong ớt nên mình chỉ biết là nó có vitamin E thôi các bạn đó. Và nó là một gia vị không thể thiếu ở trong tất cả các món ăn nha. Nếu không có ớt thì rất là nhạt nhẽo, không có ngon các bạn đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình đã trồng được gần 50 chậu ớt, nhưng mà cái đó là rất nhiều số, rất nhiều nên mình không có đem ra để trình diện với các bạn, mà mình đem ra 8 cây tiêu biểu là 2 loại ớt, ớt của Nhật và ớt sừng vàng của Việt Nam mình. Độ ngon của nó cũng xê xích nhau các bạn, về độ giòn, độ cay thì mình thích độ cay của ớt Nhật hơn. Còn ớt sừng vàng thì để ăn phở và hủ tiếu. Rồi ớt sừng vàng mình có thể làm sả tế, rồi mình làm tương ớt. Tại vì cái trái của nó to nên thịt nhiều, nên mình làm về mấy món đó thì mình không có tốn ớt nhiều các bạn. Cứ việc chín đỏ rồi mình lấy ra mình xay. Mình có thể là lấy hột ra rồi mình chỉ xay cái thịt nó thôi. Nhiều người người ta kỹ là người ta mổ cái trái ớt ra, người ta lấy hạt ra rồi người ta mới xay để làm tương ớt các bạn. Tại vì xay luôn hạt thì nó rất là cay nha. Đó. Thì ớt là một loại gia vị không thể thiếu trong cái bộ môn nấu ăn, nên mình rất là thích trồng ớt. Mình nghĩ các bạn cũng vậy. Nhiều người người ta thích trồng ớt tới 10 mấy 20 loại các bạn, nhưng mà Quỳnh Mai trồng chỉ có 3 loại là sừng vàng với ớt Nhật, cái lại ớt kiển 5 màu các bạn. Vậy là cũng đủ cho mình sử dụng nha. Thì cây ớt các bạn muốn nó phát triển lớn lên nhanh thì các bạn nên trộn phần đất, dùng cái phân ba potting mix của hãng Miracle-Gro, trộn với lại phân bò nguyên chất. Cái bao tên là Black Cow đó các bạn, thì các bạn sử dụng ít một chút, tại vì cái đó nguyên chất nó hơi nóng nên các bạn sử dụng ít một chút rồi trộn chung với lại nếu các bạn muốn nó cay dữ thì các bạn trộn thêm phân gà. Thì phân gà nó làm cho cái ớt mình tươi tốt mà lại cho trái rất là cay luôn. Nên
phân gà. Đối với những người mà thích ăn ớt cay thì không thể thiếu khi mà trộn đất để trồng ớt các bạn. Đó, thì phân gà xong rồi mình muốn cái ớt mình phát triển tươi tốt nữa thì mình bỏ phân trùng vào, rồi các bạn trộn lại tất cả đều với nhau, rồi trồng. Trong thời gian mà nó phát triển đó, các bạn nên cắt tỉa bớt cành của nó, trên ngọn của nó đó các bạn, cắt ngọn, tỉa ngọn nó để cho nó nhảy nhánh, nó nhảy nhánh xòe ra thì cái tàn của cây ớt mình nó sẽ lớn lên các bạn. Nó xòe ra thì có nhiều cành thì sẽ có nhiều hoa ra, nhiều hoa và nhiều hoa ra nhiều trái đó. Thì các bạn muốn cho cây ớt của mình nó phát triển tươi tốt thì các bạn nên ngắt ngọn với tỉa cành nha. Với có khi người ta lại tỉa bớt lá nữa để cho có cái thay vì cái chất bổ đó, nó nuôi lá thì mình cắt bớt lá đi để cho nó nuôi thân, để nó ra nhánh nhiều. Cắt lá thì mình có thể lấy lá để nấu canh ăn cũng rất là ngon nha các bạn. Như là lá của cây ớt sừng vàng này là ăn được nè, rồi lá của cây ớt của Nhật cũng ăn được. Mình làm rau để nấu canh giống như là mình nấu canh rau dền vậy thôi các bạn, nhưng mà ăn cái mùi vị của nó rất đặc biệt và ngon nha. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là muốn cho cái chậu ớt mình tươi tốt thì mình phải chăm sóc nó bằng cách mình trộn phân trước khi trồng. Mình trộn phân cho nó là potting mix, moisture control, bao màu xanh dương của hãng Miracle-Gro đó. Các bạn cũng có thể cần dùng cái phân bao Happy Pro của hãng Phốc Farm nha. Thì hai loại đó nó tương đương với nhau, loại tốt cái tốt đó nó tương đương với nhau nha các bạn. Rồi các bạn muốn nó cay thì bỏ phân gà, nhưng mà bỏ chút ít thôi chứ bỏ nhiều thì nó nóng cay. Rồi lại phân trùng, tức là hai ba loại tốt luôn. Loại chính quy là Quỳnh Mai dùng cái Miracle-Gro, Potting Mix Miracle-Gro. Rồi Quỳnh Mai bỏ thêm cái phân gà chừng một giá thôi. Rồi lại bỏ thêm phân trùng. Đó là ba loại trộn lẫn với nhau để trồng ớt. Đó. Trong khi nó đang phát triển thì cắt tỉa, cắt ngang ngọn để nó nhảy nhánh. Rồi nhảy nhánh lần thứ nhất nó chỉa ra ba nhánh, thì mình đợi nó cao lên chút nữa mình lại cắt ba nhánh, ngắt ngọn ba nhánh nữa để chỉa ra làm 6, làm 8, cứ thế làm hoài tới chừng mà cái tàn nó vừa tầm các bạn muốn. Thí dụ như cái chu vi của nó cỡ 3 tấc thì các bạn ngưng lại, thì để cho nó làm ra hoa, ra hoa rồi có trái các bạn. Thì trong khi mà ngắt ngọn đó thì các bạn cũng tỉa luôn lá, nghĩa là tỉa ít lá ở trong một cái cây đó. Thì các bạn thí dụ các bạn có 10 cây, 20 cây thì mỗi cây các bạn cắt một ít lá ở chậu này, ở cây này một ít lá, ở chậu cây kia ít lá, gom lại thì các bạn có một rổ lá ớt để nấu canh ăn. Rồi ngoài ra nó cái cây nó phát triển, tại vì nó không có nuôi lá đó thì nó chất bổ nó sẽ nuôi những chỗ khác. Thí dụ như nó nhảy nhánh thì nó nuôi nhánh mới, rồi nó ra hoa, rồi nó ra trái, nó nuôi trái các bạn. Đó. Thì trong thời gian 2 tháng, 3 tháng
thì cây ớt của mình nó sẽ ra hoa. Cũng như Quỳnh Mai đang trồng cái cây ớt này, nó đang phát triển nhánh nè, rồi ở trên ngọn của nó đang mọc hoa đó, các bạn nhìn thấy đang mọc hoa 2 cái, 3 cái, 4 cái đó. Rồi những cây ớt sừng trâu của mình thì nó chưa ra hoa, nó mới ra nhánh thôi đó. Thì trước hết là mình chăm sóc nó kỹ thì cái cây ớt của mình nó sẽ tươi tốt, cho trái nhiều đó. Chừng 1 tuần 2 tuần thì các bạn lấy cái bay, lấy cái đầu xúc đất đó, các bạn xới đất chung quanh gốc của nó, cho xốp, tơi xốp lên để mình tưới nước thì nước nó sẽ đi xuống dưới gốc nó được. Tức là mùa nắng này thì các bạn cần phải tưới nước nó đều đặn. Quỳnh Mai tưới 1 ngày 2 lần, sáng sớm với là chiều tối các bạn. Thì 2 tuần Quỳnh Mai xới cái gốc nó lên cho tơi xốp, rồi tiện tay nếu mình nhìn thấy cái đất ở trong chậu nó thiếu dinh dưỡng, nó bạc màu hoặc là nó chai thì mình lại bỏ cái phân bao potting mix vào, hoặc là mình bỏ phân trùng vào mình xới, mình trộn lên để cho nó tốt nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy 4 cái cây ớt sừng trâu của mình nó tốt, nó xanh đậm luôn à các bạn. Đó là mình chăm sóc nó như vậy đó các bạn. Khi tưới á, thì các bạn dùng cái dồi đó mình tưới một chỗ để cho nó xối xuống dưới gốc, tại vì lúc này trời nắng nè, nếu mình tưới sương sương ở trên thì nước nó không có thấm dưới gốc thì cái ớt của mình nó không được tốt nha các bạn. Còn mình tưới sâu xuống cho nước chảy tràn luôn thì cái ớt mình nó sẽ tươi tốt nha. Thể nó tốt thì nó sẽ cho nhiều trái như thế này. Các bạn nhìn thấy cái ớt của mình vừa có hoa, vừa ra hoa lớn, hoa nhỏ, hoa búp, hoa nở, rồi có trái luôn. Tức là nó ra tới 3 loại trên một cây ớt. Hoa búp nè, hoa nở nè, rồi trái ớt nè. Có trái ớt dài, có trái ớt nhỏ, có trái ớt ốm, có trái ớt mập các bạn. Đó, thì mình nhờ mình chăm sóc đó. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về cách trồng, chăm sóc cây ớt để làm sao cho cây ớt của mình có nhiều hoa và trái nha các bạn. Để mình thu hoạch cuối mùa, mình có nhiều ớt đặng mình làm tương ớt, sả tế với để dành ở trong freezer để dành ăn nha các bạn. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực là video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.